Sáng ngày 13 tháng 10, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trì hội nghị nghe xã Vĩnh Thịnh báo cáo tiến độ xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu thôn hệ. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị liên quan, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, trưởng các ngành đoàn thể xã và bí thư chi bộ, trưởng thôn hệ xã Vĩnh Thịnh. Thôn hệ xã Vĩnh Thịnh là một trong 4 thôn của huyện Vĩnh Tường được tỉnh chọn xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trong năm 2023. Đến nay, thôn đạt 45 trên 59 nội dung chỉ tiêu và đạt 7 trên 14 tiêu chí làng văn hóa kiểu mẫu. Trong thời gian tới, xã tập trung cao độ chuẩn bị và tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao, làng văn hóa kiểu mẫu. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan liên quan và thôn hệ, xã Vĩnh Thịnh đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tại thôn hệ đảm bảo tiến độ. Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe các cơ quan và xã Vĩnh Thịnh báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Thịnh, thôn hệ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện đề án xây dựng thí điểm mô hình làng văn hóa kiểu mẫu, đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân. Trong đó lưu ý đến tiến độ, chất lượng các dự án, tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, xác định các mô hình sản xuất điển hình, thời gian hoàn thành các chỉ tiêu. Để chuẩn bị cho lễ khánh thành thiết chế văn hóa, thể thao thôn hệ, đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị liên quan và xã Vĩnh Thịnh phối hợp chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức lễ khánh thành thiết chế văn hóa, thể thao được trang trọng, ý nghĩa, có điểm nhấn.